Xin chào mọi người. Em quay cho mọi người cây hoa nhài Nhật. Hoa nhài Nhật, một vòng hoa cây cảnh rất là đáng đáng để chơi mọi người nhé. Chưa bắt nào vào xem này cả. Giới thiệu mọi người, đây là cây hoa nhài Nhật. Em sẽ quay từng cây một nhá. Hoa của nó màu tím. Cây hoa nhài Nhật, bác nào mà xem live thường xuyên của em trên Facebook thì sẽ biết hoa nhài Nhật hoa như nào rồi. Hoa màu tím, khi mới nở nó sẽ màu tím mà khi hoa nó tàn nó hoa màu trắng nhá. Khi mới nở thì hoa màu tím mà khi hoa nó tàn nó chuyển thành màu trắng. Và cây này hoa của nó rất là thơm. Hoa của nó rất là thơm nhá, thơm nhiều luôn đấy ạ. Và hương thơm của nó là hương thơm dịu ngọt. Hương thơm ngọt nhá, hương thơm dịu ngọt. Và độ tỏa hương, ưu điểm của cây nhài là độ tỏa hương của nó rất là cao. Mọi người chỉ cần trồng một cây nhài trước cửa nhà là bay thơm ngát cả cả nhà luôn. Hoa nhài Nhật, một trong những dòng hoa cây cảnh mà hot hit tại thị trường Việt Nam hiện giờ. Rất đáng để trồng, rất đáng để mua về để chơi trong nhà đấy ạ. Hoa thơm nhá, ưu điểm của cây hoa nhài Nhật này, hoa quanh năm. Đông xuân hè thu đều ra hoa và các bạn được trồng cây này, các bạn được ngắm hoa quanh năm luôn. Bác nào quan tâm cây này thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại của em là 0911451210. Như các cây này nó vừa hết một nửa hoa xong, bây giờ nó đang là hình thành nụ này. Nó đang hình thành nụ, nó vừa hết một nửa hoa xong. Nó đang hình thành nụ ở này. Đây ạ, em quay gần là đang hình thành nụ này. Nên là khi em quay lên mọi người sẽ không nhìn thấy hoa. Bởi vì nó đang là cây nụ ạ. Bác nào mà theo dõi livestream của em thường xuyên ấy, sẽ thấy này, cây này mấy hôm trước em quay, từ đợt đầu năm em quay ấy, nó hoa chi chít luôn. Tím trắng cả cây, vừa tím và màu tím màu trắng lấn át hết cả màu lá xanh luôn. Nhưng bây giờ quay lên thì chỉ có màu xanh của lá này thì mọi người nhìn thấy nó không buốt mắt. Là bởi vì cây nó đang là nụ nhá, cây nó đang là nụ ạ. Đang là nụ, sắp chuẩn bị sắp tới nó sẽ nở rất là nhiều hoa. Bác nào quan tâm cây này, bác nào muốn trồng thử cây nhài Nhật thì hoa của nó rất là sai này. Rất là nhiều lụ hoa nhá mọi người nhá. Rất là nhiều lụ luôn ạ. Bác nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại của em là 0911451210 cho em. 0911451210. Hàng này em bán giá là vanh gốc của nó vanh gốc 11 12. Vanh gốc của nó là vanh gốc 11 12, em đang bán với giá là 2.2 triệu một cây nha mọi người nhá. 2.2 triệu một cây. Bác nào quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210 giúp em. Bác nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210 ạ. Cây đẹp xuất sắc luôn. Gốc đây ạ. Đấy, gốc nó nhỏ này. À, gốc nó to này nhá. Vanh của nó vanh 10, 11, 12 đấy ạ. Vanh 10, 11, 12. Vanh gốc 11, 12. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210 nhá. Hoa cái này hoa quanh năm. Đấy, các bác thấy em quay lần nào là trên cây nó cũng có hoa luôn. Và ngày rộ hoa thì vào cái ngày rộ hoa thì cây nó sẽ trắng và tím hoa luôn. Và ngày rộ hoa là vào ngày rộ hoa thì trên cây sẽ tím một màu tím và một màu trắng kín cây luôn. Đây là chưa phải ngày rộ hoa nhá. Đây chưa phải ngày rộ hoa đâu. Và hoa của nó, cây này hoa của nó cực kỳ thơm luôn. Các bác phải lên Google các bác tra chữ hoa nhài Nhật. Hoa nhài Nhật của nó hoa cực kỳ thơm nhá, và hương thơm của nó hương thơm ngọt dịu dàng nhá. Hương thơm ngọt dịu dàng. Cây này thì có ưu điểm hơn so với các dòng cây khác là hoa của nó hoa quanh năm. Đông xuân hè thu đều ra hoa và hoa đẹp luôn. Đông xuân, mùa đông, mùa xuân, mùa thu đều ra hoa nha các bác nhá. Bác nào mua hàng thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em là 0911 451210 thôi em. Xuất sắc luôn này. Hoa đây nhá. Cây này chưa phải ngày rộ hoa đâu. Nếu mà vào ngày rộ hoa của nó thì hoa trên cây á, nó một màu tím và một màu trắng luôn. Ai quan tâm thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210.
Hàng này em đang bán với giá là 2.2 triệu một cây nhé các bác nhé. Hàng này em bán với giá là 2.2 triệu một cây ạ. Bác nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210. Cây này thoát thân 50-60. Cây này thoát thân 50-60cm nhé, hoa nhài Nhật ạ. Em quay sát bông hoa cho mọi người xem, nhiều bác chưa biết hoa nhài Nhật là hoa gì luôn. Hoa nó cực thơm luôn, em đang đứng ở vườn hoa cực thơm luôn. Cái Facebook nó có hạn chế, à cái mạng xã hội nó có hạn chế là mọi người không thể cảm nhận được cái hương thơm mà khi mà đứng tận nơi để mà sờ vào nó và cảm nhận hương thơm của nó. Hoa rất là thơm nha các bác nhá, thơm ngọt dịu dàng ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210. Nếu là khách sỉ thì các bác ấy chỉ cần nhìn cây này là các bác ấy biết cây đẹp hay cây xấu này. Nhưng bởi vì mọi người là khách lẻ nên mọi người nhìn cây sẽ, mọi người phải nhìn cây phải có hoa mọi người mới thấy nó bút mắt mới muốn mua. Đấy. Bác nào mua hàng thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210 nhá. 0911451210 ạ. Em đo này. 20 này. 40 này. 20 này. 40 phân này. Thoát thân 40 phân nha các bạn nhá. Thoát thân 40 phân mà vanh của nó là vanh 11 12 ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210 giúp em nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210 ạ. Tán cực kỳ dày zoom luôn. Răm dày tán dày luôn đấy ạ. Em quay xong cái này em ra vườn hồng một tí. Bác nào thích chân dài thì có thể chốt đơn em này này. Em này thì vanh của nó vanh 10, vanh 9, vanh 10 thôi. Nhưng mà một cái ưu điểm nó thoát thân rất là cao. Thoát thân rất là cao dành cho những bác mà thích dành cho những bác mà thích thích thoát thân cao nhá. Dành cho những bác thích thoát thân cao. 40 này. 60 này. Thoát 60 phân ạ. Đây là thoát 60 phân cho mọi người nhá. Cây tiếp theo đây ạ. Vanh của nó vanh 11, 12 nhé các bác nhá. Tán to, sum dày đẹp này. Ai ưng cây này thì chốt đơn chảnh màn hình gửi vào Zalo, số điện thoại em là 0911451210. Hàng này em bán đồng giá là 2.2 triệu một cây nhá. Hàng này là hàng cốt chậu ạ. Hàng này hàng cốt chậu em bán đồng giá là 2.2 triệu một cây. Thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210 hoặc các bạn có thể đánh số điện thoại của em vào cái đường link, vào cái phần mục tìm kiếm của Facebook ấy, nó sẽ ra trang bán hàng của nhà em. Bởi vì trên Bigo này em mới bán trên Bigo, những bác nào trên Bigo đang xem live ấy, thì các bác có thể nhấn cái số điện thoại của em vào mục tìm kiếm ở trên Facebook để các bác theo dõi trang bán hàng của cửa hàng nhà em nhé. Bởi vì mua hàng ở trên trên Bigo có thể các bác chưa yên tâm, chưa tin tưởng ấy, thì các bác có thể vào trang bán hàng cửa hàng của nhà em ở trên Facebook ạ. Để mọi người theo dõi thêm, khi nào mọi người đủ tin tưởng rồi thì mọi người có thể mua hàng. Cái tiếp theo này, cây đào tán to sum dày đẹp nhá. Cây đào tán to sum dày đẹp. Em quay sơ sơ như này thôi mà mọi người, nếu mà ai ưng ấy, ai mà muốn có nhu cầu mua thì mọi người cứ nhắn tin vào Zalo, lát em gửi ảnh lại một lượt. Em phát like xong này em sẽ lại chụp ảnh lại một lượt mà. Nên là các bác cứ ưng cái nào, các bác cứ ưng mà muốn trồng ấy thì các bác cứ nhắn tin qua Zalo cho em, lát em gửi ảnh cho các bác ạ. Đây là hoa nhài Nhật, một trong những dòng hoa cây cảnh cực kỳ đáng trồng luôn. Cực kỳ đáng trồng, bởi hoa nó rất là thơm. Hoa quanh năm mà cây rất là khỏe nhá. Hoa quanh năm cực kỳ dễ trồng, dễ chăm sóc. Đông xuân hè thu đều ra hoa. Hoa nó màu tím như thế này. Khi mới lở nó màu tím hoa cà như thế này, và khi hoa nó tàn nó chuyển dần, nhạt màu dần thành màu trắng đấy ạ. Nhạt màu dần ạ. Nụ hoa đấy ạ. Cây rất là sai hoa luôn. Bác nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại của em là 0911451210. Bác nào quan tâm thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại của em là 0911451210 giúp em. Đồng giá nhá.
Em bán đồng giá là 2.2 triệu một cây nhá. Em bán đồng giá là 2.2 triệu một cây ạ. Hàng cốt chậu, hàng chậu thuần. Vanh gốc của nó vanh 11, 12. Cây trong này to này. Bác nào ưng cái này thì chốt đơn chuẩn màn hình gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911 451210 thôi em nhé. Vì em yêu đuối, muôn đời em vẫn yêu đuối. Em đâu trách anh bằng những gượng cười, chẳng thể nào nhận ra. Chiều bà chiều su cưa, sùng cây cưa lê lì. Na 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 na. Na 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 na. Quay lốt cái này thôi nha. Em quay lốt cái này này. Tán tròn xoe là mọi người nhìn tán tròn xoe nhá. Có thể cây nó chưa ra hoa nên mọi người nhìn thì thấy nó chưa bút mắt. Đây này, nụ đây này. Cây này khoảng một tuần nữa em quay thì xuất sắc luôn đấy ạ. Nụ chi chít nha các bác nhá. Nụ chi chít luôn. Hoa đây ạ. Hoa màu tím nhẹ nhàng nhá. Hoa màu tím, hoa cà như này ạ. Khi mới nở màu tím, khi hoa tàn nó chuyển dần thành màu trắng ạ. Ai quan tâm thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại em là 0911 451210. Vanh gốc cực kỳ to luôn. Đấy, bằng hai ngón tay em chấp lại này. 20. Còn là thoát 40 phân. Ai ưng cái này thì chốt đơn chuẩn màn hình gửi vào Zalo số điện thoại em là 0911 451210 với em nhé.我还是很喜欢你，想要清醒却不恨那头，我还是很喜欢你，想要清醒，你的眼睛长得星星。 Bạn nào vừa tặng mình quà đấy nhở? Biết hát luôn, em đa tài mà. Cầm kỳ thi họa cái gì em phải biết. Đây, cây này tán cực kỳ tròn đấy các bác nhá. Tán tròn đẹp luôn. Thoát 40 phân. Ai quan tâm cây này thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại em là 0911 451210. Cảm ơn bạn Nguyễn Quý, cảm ơn bạn Hoàng Thông Thiên đã trở thành người hâm mộ, đã nhấn follow mình ạ. Bác nào chưa follow em cho em xin lượt follow đi. Nhà em chuyên hoa cây cảnh các loại, ngoài mộc hương, ngoài mẫu đơn, ngoài nhài nhật, ngoài nhài ba lá ra còn rất nhiều sản phẩm khác nữa mà em chưa phát like cho mọi người. Còn đây còn sung nữa này. Còn đây này, còn cây sung này này. Nhưng mà cây này nó chưa ra quả. Lúc nào ra quả thì em mới phát nhá. Ní hả? Nỉ hoa hảo pheo leng. Xin chào nỉ à. Phú An. Vừa nãy có một bác Phú An, bác là người Trung Quốc, bác ấy nhắn tin, bác ấy nói là nỉ hoa hảo pheo leng. Bạn ấy bảo là hoa nhà bạn rất là đẹp, rất là xinh. Bông hoa nhà bạn rất là đẹp. Phú An phải cơ, xin. Ai quan tâm thì nhắn tin qua Zalo giúp em nhé. Ai quan tâm thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại của em là 0911 451210 giúp em nhé.
Giá em bán là 2.2 triệu một cây nhá mọi người nhá. Ai quan tâm thì nhắn tin qua Zalo, số điện thoại em là 0911451210. Cảm ơn tất cả các bạn xem live của em. Chào mọi người. Chai chen.